Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị chương trình Võ Bị. Xin mời quý vị theo dõi. Diệu Hiền xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SBTN. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tháng 12 của Hội Võ Bị Quốc gia Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn do Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn thực hiện. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có Gay National Christmas Tree, cô Kim Lai giới thiệu Ban Xã hội Tổng hội Gay Quỹ mùa xuân năm 2017. Cựu sinh viên sĩ quan Võ Nhẫn với đề tài Tuyển chọn sinh viên sĩ quan của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Trước hết, xin mời chị Thúy Tiên nói về Gay National Christmas Tree của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cảm ơn Diệu Hiền. Thúy Tiên xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Xin kính mời quý vị theo dõi tin tức về cây National Christmas Tree năm 2016 của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cây Giáng sinh đầu tiên của thủ đô được bắt đầu từ năm 1913 tại Điện Capitol, Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Năm 1923, dưới thời Tổng thống Coolidge, đệ nhất phu nhân Grace Coolidge cho phép Bộ Giáo dục thủ đô dựng lên cây Giáng sinh mang tên cây Giáng sinh quốc gia đầu tiên tại công viên cửa Nam, Tòa Bạch Ốc, và tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Hãng điện GE lớn nhất nước Mỹ được giao phó trang hoàng cây Giáng sinh này trong suốt 53 năm qua. Ngày 1 tháng 12 vừa rồi, Tổng thống Obama đã tham dự lễ thắp sáng cây National Christmas Tree. Đây là lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng Tổng thống Obama thắp sáng cây Christmas này. Ngày 25 tháng 11, tại Tòa Bạch Ốc, phu nhân của Tổng thống bà Michelle Obama đã tiếp nhận cây thông Giáng sinh 2016, được đưa đến bằng xe ngựa do ông bà Van der Velden, người đã thắng giải của Hiệp hội Cây Giáng sinh Quốc gia trao tặng. Thủy Tiên xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới 2017 an khang thịnh vượng. Kế tiếp, cô Kim La giới thiệu gây quỹ cây mùa xuân Đính Dậu của Tổng hội do Trưởng ban Xã hội Cựu sinh viên sĩ quan Hoàng Như Cầu khóa 28 kêu gọi. Kim La kính chào quý khán thính giả, quý chính hữu và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Tin cập nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2016, cựu sinh viên sĩ quan Phùng Công Phước khóa 26 vừa được tín nhiệm vào chức vụ Liên hội trưởng Liên hội Võ Bị Úc Châu. Xin chúc tân Liên hội trưởng thành công trong chức vụ mới. Yểm trợ cây mùa xuân Đinh Dậu, năm cũ sắp qua, năm mới Đinh Dậu sắp đến trên quê hương Việt Nam. Trong thời tiết giá lạnh của những ngày cuối năm, cứ mỗi lần nhớ về quê nhà, ai ai trong chúng ta cũng không khỏi bùi ngùi khi nghĩ đến đời sống bất hạnh của các thương binh, cô nhi quả phụ, đồng môn Võ Bị. Năm nay, Ban Xã hội Tổng hội sẽ thực hiện công tác mà quý vị đã và đang quan tâm, gây quỹ cây mùa xuân cho thương binh cô nhi quả phụ trong đại gia đình Võ Bị. Để xoa dịu phần nào những vết thương của thể xác, khích lại tinh thần, biểu lộ tình tự Võ Bị, Ban Xã hội Tổng hội kêu gọi và phát động công tác gây quỹ cây mùa xuân Đinh Dậu. Đây là việc làm đầy ý nghĩa, không những thắt chặt tình thương giữa các anh em đồng môn, đồng khóa, mà còn là dịp để chúng ta bày tỏ sự lưu tâm đến các thương binh cô nhi quả phụ và cựu sinh viên sĩ quan đang lâm cảnh cơ hàn. Trên tinh thần đó, Ban Xã hội Tổng hội thiết tha kêu gọi sự hưởng ứng của quý thân hữu thuộc Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan, quý cựu sinh viên sĩ quan và gia đình trên toàn thế giới, quý đoàn phụ nữ Lâm Viên, quý đoàn thanh thiếu niên đa hiệu, để có thời gian chuẩn bị và quà được đến tay người nhận trước dịp Tết Đinh Dậu. Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2016,
Ban xã hội Tổng hội chính thức kêu gọi và nhận sự giúp đỡ từ quý vị. Việc quyên góp sẽ chấm dứt vào lúc 24 giờ giờ Cali ngày 31 tháng 12 năm 2016. Chi phiếu xin gửi về địa chỉ thủ quỹ Ban xã hội Tổng hội Lộc Phan, 4708 Mason Road, Elmont, California 91732. Xin quý ban chấp hành liên hội, hội đại diện khóa giúp đỡ Ban xã hội Tổng hội bằng cách phổ biến, vận động và hưởng ứng tới toàn thể thành viên thuộc liên hội, hội và khóa của mình để chương trình gây quỹ cây mùa xuân được đem lại kết quả tốt đẹp. Ban truyền thông chúng tôi thay mặt trưởng ban xã hội, cựu sinh viên sĩ quan Hoàng Như Cầu khóa 28 và thủ quỹ Phan Văn Lộc khóa 30 chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng hảo tâm của quý vị. Kim Lai kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Và sau cùng, cựu sinh viên sĩ quan Võ Nhẫn với đề tài Trường Võ Bị Quốc gia tuyển chọn sinh viên sĩ quan. Kính thưa quý khán giả, cùng đại diện Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam hình thành qua nhiều giai đoạn mà tiền thân là Trường Sĩ quan Việt Nam được thành lập năm 1948 tại Huế. Việc tuyển chọn khóa sinh cũng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày việc tuyển sinh khi trường áp dụng chương trình huấn luyện và đào tạo sĩ quan hệ dịch 4 năm theo quy chế một trường đại học. Do đó, các thanh niên muốn gia nhập Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam phải đủ các điều kiện. Có quốc tịch Việt Nam, tuổi từ 17 đến 21, không can án, sức khỏe tốt và cao tối thiểu 1m60, độc thân và không kết hôn trong thời gian thụ hứng, tốt nghiệp trung học cấp 3 bằng toán, lý hóa hoặc kỹ thuật. Mỗi năm, cứ khoảng đầu tháng 9, trường phổ biến một thông cáo tuyển mộ sinh viên sĩ quan trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, lẫn báo chí. Các thanh niên hội đủ các điều kiện trên mới nộp đơn dự thi. Trước khóa xâm lăng của Cộng sản, số thanh niên tình nguyện gia nhập Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam càng ngày càng đông. Có những năm, có đến 3.000 thanh niên nộp đơn dự thi, trong lúc trường dự tuyển 270 sinh viên sĩ quan cho mỗi khóa. Do đó, trường tuyển chọn khóa sinh có hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tại địa phương, sau khi nộp đơn, các thí sinh phải khám sức khỏe tại quân y viện gần nơi cư trú, tham dự một kỳ thi văn hóa để được tuyển chọn. Trường chọn rồi chuyển 500 thí sinh về Đà Lạt 2 tuần lễ trước ngày nhập học để sát hạch cả thể chất, tinh thần lẫn trình độ văn hóa. Giai đoạn 2, tại Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, các thí sinh lại phải lần lượt khai lý lịch đầy đủ chi tiết. Các sĩ quan cán bộ, sĩ quan huấn luyện viên cùng giáo sư văn hóa vụ trách nhiệm các thí sinh về khả năng quan sát, suy luận, tâm lý lẫn trình độ văn hóa. Thí sinh phải tham dự một cuộc thi thể chất như chạy nước rút 100m với bao cát trên vai, chạy 1.000m tính giờ, gập bồng, hít đất, leo dây thần, khám lại sức khỏe tổng quát. Sau cùng, tất cả thí sinh phải trình diện hội đồng sát hạch dân kiến cho các sĩ quan cán bộ trong đoàn sinh viên sĩ quan và giáo sư văn hóa vụ của trường đảm nhận. Hội đồng có nhiệm vụ nhận diện vóc dáng và khảo hạch các thí sinh qua một cuộc thi vấn đáp nhằm trắc nghiệm khả năng đối đáp, tâm lý và trình độ văn hóa để tuyển chọn số lượng khóa sinh cho mỗi khóa. Công việc tuyển chọn khóa sinh thật khắc khe, để khi họ muốn trở thành một sinh viên sĩ quan họ phải chấp nhận và phải vượt qua được muôn ngàn thử thách vô cùng khổ nhọc, gian lao lẫn đắng cay, cả tinh thần lẫn thể xác. Thế mà, chỉ ngay trong 8 tuần lễ tôi luyện đầu tiên, cũng đã có những tân khóa sinh không kham nổi đoàn trường, đành trả lại quân trang vũ khí rồi đặng lại giả từ bạn bè lẫn quân trường, mà họ hằng mơ ước sẽ đào tạo họ thành người chiến sĩ, bảo quốc an dân. Trân trọng kính chào. Dư Hiền xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm 2017 an khang thịnh vượng. Teletron, as I said, is one of our more valuable customers in the States. They are very, very loyal to us, and we are very loyal to them.
and we will support them 100%. We will protect them 100% because we trust them a lot. They will be always in the top priority list of Nicoletti Home. Teletron, they buy made in Italy, 100% made in Italy. This is very important because we are a serious company and we sell 100% made in Italy, not like somebody else that say Italian leather and then it's produced elsewhere. It's 100% made in Italy. The leather, the foam, the interior, the mechanism, the everything, it's in Italy. Đó là phát biểu của ông chủ hãng Nicoletti, nổi tiếng thế giới về các sản phẩm sofa da làm tại Italy, mà Teletron là đại lý độc quyền trong thị trường Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Washington DC, trong khu Eden Center Virginia, 703-237-8999. Năm mới sắp đến, năm mới sắp đến, vườn mai vàng Florida xin kính chào quý cô bác anh chị. Nhằm phục vụ quý đồng hương để có một cây mai chân trong ngày Tết hoặc khai trương đại lý, vườn mai vàng Florida chuyên cung cấp tất cả các giống cây ăn trái và cây kiển bonsai, đặc biệt nhất là mai vàng đã sẵn sàng đón mừng xuân mới. Giá cả phải chăng, chỉ trên 30 đồng, quý khách có một cây mai chân trong ngày Tết. Xin quý khách vui lòng gọi số 941-301-9251. 941-301-9251 hoặc vào trang nhà www.maivangflorida.com. Vườn Mai Vàng Florida xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VATV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.